Hai tuần mà nhiều đấy ta. Ủa chị Phúc hôm nay mình nói được hả? Chẳng lẽ các câm đấy. Mày ra mày ân người khác tắt họng ghê mày. Khó chửi mày đúng không? Phúc hiền lắm. Mới thấy ở đây ai là ác phụ. Không, em biết bình thường cả. Ai ác với nhau? Phúc ơi, xíu kiểm tra con Ánh giùm chị coi thử cái bài của nó tới đâu rồi. Bài massage anh báo cáo lại cho chị ngay, xíu rảnh là kiểm tra. Còn cầm kèm nè, cầm mấy cái đồ nó coi kiểm tra làm gì luôn. Con này là nó để chuẩn bị. Đẹp trước trừ rồi. Hoặc là em nói là 50% rồi đấy. Hoặc là em phải là 50% là em cho Phúc, còn 50% còn lại là em mời mọi người đi ăn. Thank you.
Thẳng thẳng khổ lửa. Chị con về cặp đuôi à? Về nó hắn đàn ông quá nên là gì chứ không phải thay đổi là con gái mà chứ em là con gái mà chị thấy em như một cái thằng giống chị hồi xưa vậy là chị luôn phải hiểu cho cảnh ngộ của em chứ. Hiểu thì được cái gì thì là hiểu vậy thôi. Mày hiểu mới nói mày là làm gái đi đó. Đừng có mạnh mẽ. Tướng đi sửa lại. Dạ. Bớt đầu gấu lại. Giống đại ca giang hồ quá. Em pha bồ em thấy cân cấn sao đó. Đợt này sai tệ quá hả? Ừ. Bụt mới đúng không? Bụt mới đấy đúng không? Nó xoay kiểu gì vậy? À nó hơi bị cợm kệ không sao đâu. Nhưng mà đắp vẫn ổn đúng không? Không. Ấy là nó đừng có cợm quá là được chứ hồi trước là nó cợm quá luôn. Còn mịn quá thì nói chung là bởi thì nó cái khâu nào cũng quan trọng. Cợm nó là biết ra không làm gì sướng à. Tắm đúng sướng luôn. Chỉ có đắp mặt mình lau hơi cực thôi. Có cái đợt mua đây là không cợm, không cợm dĩ rác, không cợm sáng luôn. Bây giờ phải dặn dò, lâu lâu phải nhắc nhở họ.